Xin chào tất cả các bạn. Chắc là ai cũng đã từng tin rằng trên đời này thực sự có phép thuật, phải không? Nhất là khi chúng ta còn nhỏ. Và đó là lý do vì sao chúng ta thường vô cùng thích thú trước những màn biểu diễn ảo thuật. Khi màn biểu diễn ảo thuật được thực hiện thành công, hẳn là nó sẽ đem lại cho khán giả vô vàn cảm xúc. Tuy nhiên, nếu màn ảo thuật gặp thất bại, nó vẫn mang đến cho khán giả sự bất ngờ. Nhưng nó còn có thể là đẩy nhà ảo thuật ra vào tình thế khá là bối rối. Và trong một vài trường hợp còn khiến họ đau đớn nữa. Thật không may đối với các nhà ảo thuật gia của chúng ta trong video này lại rơi vào những tình huống thứ hai. Hãy cùng chúng tôi nhìn qua top 10 những nhà ảo thuật gia đã bị bắt bài khi đang biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình nhé. Bây giờ chúng mình cùng theo dõi video ngày hôm nay thôi. Dịch chuyển tức thời không đúng kế hoạch. Thủ thuật này được tạo ra trông có vẻ như hai người đang thay đổi vị trí bằng sức mạnh phép thuật. Tất cả những điều xảy ra bên trong một cái hộp được nâng lên cao, đặt đằng sau một tấm vải nhỏ. Tuy nhiên, việc biến mất hay dịch chuyển tức thời sẽ không bao giờ diễn ra theo đúng kế hoạch, dẫn đến cảm giác ngượng ngùng xấu hổ cho cả nhà ảo thuật gia và khán giả. Và trường hợp này cũng vậy. Khi thực hiện thủ thuật này, tấm vải đã tụt xuống và khán giả có thể thấy người trợ tá đang cố gắng trèo lên cái thang. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thương thay cho người đàn ông này, đặc biệt là khi bạn nghe thấy tiếng cười phá lên của người dẫn chương trình. Nhưng cũng như những người biểu diễn chuyên nghiệp khác, chương trình vẫn phải tiếp tục và anh ta vẫn phải tiếp tục màn ảo thuật của mình dù vừa thực hiện lỗi. Nút kiếm. Nút kiếm là một màn ảo thuật nguy hiểm và người đàn ông này đã mạo hiểm mạng sống của mình để biểu diễn nó trước mặt khách du lịch ở trên đường. Sau khi phát biểu một bài diễn thuyết đầy cảm xúc trước mặt con mắt của nhiều người hiếu kỳ, vị ảo thuật gia này được đưa cây kiếm lớn vào miệng của mình, đặt lưỡi kiếm vào trong họng một lúc lâu rồi sau đó rút cây kiếm ra khỏi miệng. Khi anh ta lấy cây kiếm ra khỏi họng, đó là lúc có gì đó sai đã xảy ra và thủ thuật của anh ta đã bị bại lộ trước khán giả. Như bạn có thể thấy, cây kiếm này thực ra là một đạo cụ giả, có thể kéo ra thụt vào bên trong chỗ cán kiếm. Khán giả đã thấy điều này và bắt đầu phá lên cười. Và sau điều bộ xấu hổ thoáng qua của mình, anh ta cũng phải bật cười thành tiếng. Bộ bài của David Blaine. David Blaine là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới. Anh ấy là bậc thầy về phép thuật ngay cả trong cách mà anh ấy giải quyết vấn đề sau khi mắc sai lầm. Blaine đã biểu diễn ảo thuật trong hơn 20 năm, nên chắc hẳn là bạn nghĩ anh ấy đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Tuy nhiên, đôi khi những nhà ảo thuật gia giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc sai lầm. Điều xấu hổ ở màn biểu diễn này ở chỗ đó là nó không phức tạp mà chỉ là một thủ thuật với bộ bài nhìn đơn giản mà thôi. Một trong những cô gái tham gia vào màn ảo thuật này đã tung ra xuất sắc số 4. Điều này có nghĩa rằng cô gái tiếp theo đúng ra phải lật quân bài số 4, thể hiện quân 6 cơ như là vị ảo thuật gia đã tiết lộ. Tuy nhiên, màn biểu diễn đã không diễn ra theo đúng kế hoạch, bởi vì quân bài được lật lại là quân át nhép. Thủ thuật này đã bị lộ do cách cháo bài của anh ấy bị lỗi. Tuy nhiên anh ấy đã tỏ ra rất điềm nhiên trong tình huống này và cười phá lên. Bạn phải công nhận sự bình tĩnh của anh ấy trong một tình huống khá là ngượng nghịu như thế này đúng không? Đặc biệt là khi màn biểu diễn còn đang được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Bạn thấy đấy, đôi khi những bậc thầy lão làng của chúng ta vẫn có thể sai lầm ở những thứ nhỏ nhất kia mà. Ảo thuật trên chương trình truyền hình thực tế. Rõ ràng rằng các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng một phần là vì được chứng kiến nhiều màn biểu diễn bị lỗi và ngớ ngẩn. Và màn ảo thuật này cũng không phải là ngoại lệ. Màn biểu diễn này còn đang bị làm cho tồi tệ hơn, bởi vì thực sự rằng bạn có thể thấy phản ứng của ban giám khảo và của khán giả trong khán phòng. Trong màn ảo thuật này, ảo thuật gia cố gắng kéo cơ thể của người phụ tá sang một bên và cho người xem thấy hai cánh tay của cô ấy vẫn chuyển động. Màn ảo thuật chỉ có tác dụng bởi vì tấm vải đen ở trước cô ấy ngụy trang cho cái rèm đen ở phía sau sân khấu. Tuy nhiên trong clip này, màn ảo giác đã không còn có tác dụng khi bạn thấy cánh tay của cô ấy thay đổi vị trí. Điều làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa, đó là tấm vải che chắn cả cơ thể tuột xuống, làm lộ hết thủ thuật và sử dụng trong trò này. Khi màn biểu diễn kết thúc, ban giám khảo đã phát biểu và họ đã chỉ ra sai lầm của vị ảo thuật gia. Nhưng thay vì chấp nhận lời phê bình, anh ấy rành rành phủ nhận sai lầm của mình. Bộ bài của ảo thuật gia đeo mặt nạ. Một cách vụng về, vị ảo thuật gia này đã mở đầu màn biểu diễn và nói rằng ảo thuật này rất đơn giản. Tuy nhiên thì anh ta lại khá lung túng khi thực hiện cháo bài. Và với việc đang được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, thủ thuật này đúng ra phải được thực hiện theo hướng là để người xem chia bộ bài ra làm 4 phần, rồi sau đó tiếp tục trộn lẫn chúng với nhau. Và kết quả là 4 quân át sẽ nằm ở đầu 4 phần của bộ bài. Để làm được điều này, bạn chỉ cần một bộ bài và một chút mánh khóe mà thôi. Và bạn đã sẵn sàng để trở thành một nhà ảo thuật gia rồi. Mặc dù người xem nghĩ rằng họ đã cháo bài một cách ngẫu nhiên, thực chất không phải vậy. Đó là một thủ thuật cháo bài theo cách cố định và miễn là bạn dùng những con bài của mình đúng cách. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không được như ý. Đúng ra là bạn đã phải có 4 con át ở mỗi phần của đầu bộ bài. Trong
Trong clip ở đây thì mọi thứ có vẻ như đang diễn ra vô cùng trôi chảy cho đến khi anh ta lật quân bài. Và không phải tất cả các quân bài nằm đầu đều là quân át. Sau tai nạn đó, bất cứ ai cũng có thể xem lại nó trên TV. Ảo thuật với axit. Đôi khi mọi việc diễn ra không đúng theo kế hoạch ở trên sân khấu, nó có thể là một câu chuyện hài hước chăng? Tuy nhiên, sai lầm làm lộ chiến thuật của vị ảo thuật gia này đã khiến anh ấy bị bỏng axit và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Và đó là điều đã xảy ra với một màn trình diễn tại Việt Nam. Trong màn ảo thuật được biểu diễn tại Việt Nam Got Talent, thí sinh này đã đổ đầy một cốc axit loãng và các cốc khác thì đổ một thứ nước uống có thể uống được. Anh ấy nhờ một người trong ban giám khảo trao đổi vị trí cái ly này và có ý định là uống tất cả các ly trừ ly axit. Anh ấy đã chọn ngay ly có axit đầu tiên và khi anh ta vừa nhấp được một ngụm, anh ấy đã nhổ ngay ra. Nhưng do đã nuốt một chút nên anh ấy vẫn bị thương. Thật may mắn rằng, mặc dù môi và miệng của anh ấy bị bỏng ở cấp độ 2, anh ấy vẫn sống sau một vài ngày được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên thì một vài người có nghi ngờ rằng tất cả đã được dàn dựng nhằm gây sự chú ý cho chương trình và cho chính bản thân anh ta. Chris Angel biết bay. Chris Angel là một cái tên nổi tiếng trong giới ảo thuật vào những năm 2000 và được biết đến với những trò ảo thuật không thể tin được. Ví dụ như đi bộ bên cạnh tòa nhà, bất ngờ làm xuất hiện các vật thể không biết từ đâu mà đến và còn có thể bay trên không trung. Tuy nhiên, một trong những màn ảo thuật bay trên không trung của anh ta đã bị bại lộ do việc cắt ghép rẻ tiền. Điều này thật đáng ngạc nhiên bởi vì bạn nghĩ rằng họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để chỉnh sửa một màn ảo thuật như vậy. Sau tất cả, Angel vẫn giữ được nhiều kỷ lục với cái tên của mình và là ảo thuật gia xếp hạng cao nhất trên kênh truyền hình Prime Time. Nhưng nếu bạn xem lại những video bay trên không, tầm nhìn luôn là ở trên cao với bầu trời nhìn trông rất khác lạ ở mỗi khung hình, chứng tỏ rằng họ đã quay thành nhiều phân đoạn và dựng lại. Đồng thời, sau khi màn ảo thuật được trình diễn, họ đều cho xem một đoạn tour nhanh của quá trình bay. Điều buồn cười là đoạn tour nhanh này lại không hề liên quan với các khung hình trước đây bởi vì một người đã biến mất. Thậm chí có thể thấy rõ rằng anh ta đang được kéo bởi một sợi dây bởi vì cái cách mà anh ta bay nhìn không trơn tru một chút nào cả. Đồng thời, phản ứng của người xem không thể trông giả hơn dù họ có cố gắng như nào đi chăng nữa. Đi bộ trên nước. Dynamo là một ảo thuật gia được biết đến với những màn ảo thuật khiến người xem phải kinh ngạc. Một trong những màn ảo thuật nổi tiếng của anh ấy là màn ảo giác đi trên nước. Tuy nhiên, nó không hề bí hiểm và bao thật như vẻ ban đầu của nó. Không giống như kiểu anh ta đi trên nước với một đôi giày phao đâu, mà thực tế màn biểu diễn được thực hiện nhờ một bề mặt kính nhựa dẻo được đặt dưới mặt nước, kết hợp với việc diễn như đang đi trên mặt nước của vị ảo thuật gia. Và bạn đã tự có cho mình một màn ảo thuật nhỏ rồi. Dynamo đã biểu diễn màn ảo thuật này vài lần trước đó, tuy nhiên lần này đã có điều gì đó sai xảy ra. Thuyền mục cảnh sát mà được sắp xếp để đón anh ta sau khi anh ta đi trên mặt nước đã va vào tấm kính nhựa dẻo làm nó nổi lên sau khi lái đi. Điều này khiến khán giả phải bật cười và những người trên thuyền đã phải quay lại nhìn. Không cần phải nói nhiều, tôi nghĩ rằng Dynamo chắc hẳn cảm thấy ngại vô cùng. Bay giữa shark. Đây là một màn ảo thuật khác được thực hiện bởi Dynamo. Nhưng thay vì kính nhựa dẻo, màn trình diễn lần này là với sự trợ giúp của dây kéo. Màn biểu diễn của anh ấy được thực hiện ở London và trước mặt đông đảo khán giả, bởi vì anh ấy bay ở một độ cao cách mặt đất là 300m. Tuy nhiên sau đó, anh ấy đã gặp phải cơn mưa chỉ trích khi cộng đồng mạng bốc mẽ trên phương tiện truyền thông và cho cả thế giới thấy rằng bạn có thể dễ dàng thấy sợi dây đang hỗ trợ anh ấy. Ấy thế mà những bình luận này cũng không làm cho Dynamo bận tâm mấy, bởi vì anh ấy nói rằng những bức ảnh này được chụp tại buổi biểu diễn tập của màn ảo thuật và sau đó sợi dây đã được bỏ đi cho màn biểu diễn thật. Việc anh ấy sử dụng bất kỳ phương tiện gì để hỗ trợ cho việc bay cũng không quan trọng. Quan trọng là anh ta đã rất can đảm để treo mình trên đỉnh của tòa tháp cao nhất ở châu Âu. Bạn nghĩ là giải thích này có hợp lý không? Hãy để lại ý kiến của các bạn cho tất cả những màn ảo thuật trên đây ở dưới phần comment chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.